từ 4 ứng viên giờ tô với chính trận chung kết sinh tử khó tránh. Sau kỳ họp Quốc hội, Tô Lâm sẽ chính thức nhận chức vụ mới và sẽ có vị thế mới. Vị thế này sẽ quyết định việc Tô Lâm có đủ sức, đủ khả năng để tiếp tục những trận chiến sinh tử tiếp hay không. Mặc dù Tổng Trọng đang ra sức bảo vệ chiếc ghế của ông đang ngồi trước sự tấn công của thế lực khác. Tuy nhiên, với tình hình sức khỏe như hiện nay, khó có khả năng ông sẽ tiếp tục được nhiệm kỳ thứ tư. Với 16 người trong Bộ Chính trị hiện nay, trừ ông Nguyễn Phú Trọng thì chỉ còn 2 người đạt tiêu chuẩn hơn một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị. Như vậy, việc đấu tranh để giành chiếc ghế Tổng Bí thư mà ông Trọng đang ngồi sắp diễn ra trận chung kết, hoặc Tô Lâm hoặc Phạm Minh Chính sẽ là người kế nhiệm Tổng Bí thư. Chỉ cần loại nốt Phạm Minh Chính, Tô Lâm sẽ là ứng viên duy nhất thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Khi ông Tô Lâm đánh Vương Đình Huệ, có thông tin cho biết Phạm Minh Chính đã bắt tay với Tô Lâm để mà hạ bệ ông Huệ. Tuy nhiên, cái bắt tay này chỉ là giai đoạn, là nhất thời và chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Người có công hạ bệ ông Huệ là Tô Lâm, chứ không phải ông Phạm Minh Chính. Có thể ông Chính bắt tay với Tô Lâm chỉ để tránh gây thù chuốc oán với bộ trưởng nhỏ nhen. Mục đích của ông Chính là tránh đối đầu với đối thủ đang mạnh. Khi ông Vương Đình Huệ còn đương chức có đến 3 ứng viên cho ghế Tổng Bí thư, giờ đây chỉ còn có 2 ứng viên, dù Phạm Minh Chính có né tránh thì đến lúc cũng phải đối đầu với Tô Lâm để mà phân cao thấp, bởi ghế Tổng Bí thư thì chỉ có một và cũng không thể trao cho 2 người đồng sở hữu được. Trước hội nghị trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm đã cho đánh mạnh vào Ban Bí thư và đã thành công hạ gục thường trực Ban Bí thư. Mục đích của Tô Lâm dường như là tạo ra sự hỗn loạn cũng như tạo ra khoảng trống để có thể mà nhét các đàn em thân tín của mình vào đây. Tuy nhiên, ngay lập tức, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vội bịt lỗ hổng. Thậm chí, ông còn gia cố cho Ban Bí thư vững chãi hơn so với khi mà bà Trương Thị Mai còn đang đương chức. Nhưng Tổng Trọng chỉ mới gia cố Ban Bí thư, chứ chưa tung đòn phản công. Còn sự thành bại khi phản công lại là một câu chuyện khác. Nếu ông Tổng thành công, tức là loại được Tô Lâm ra khỏi vũ đài chính trị, thì kẻ hưởng lợi là Phạm Minh Chính. Chớ chiều thầy, Phạm Minh Chính lại không phải là đệ tử ruột của ông Tổng, mà là đệ tử của ông Nguyễn Tấn Dũng, là đối thủ lớn nhất của đời ông. Vậy nên khả năng ông Trọng gia cố Ban Bí thư là để bảo vệ ông không bị tấn công, hơn là chủ tính cho việc phản công. Bởi nếu phản công dù thắng hay bại, thì kết quả là để kẻ khác hưởng lợi. Hiện nay, đệ tử ruột của Tổng Trọng đã không còn ai đủ tiêu chuẩn để kế nhiệm ông sau khi ông rời chính trường. Chỉ cần loại nốt Tô Lâm, Phạm Minh Chính sẽ là ứng viên duy nhất thay thế ông Trọng. Còn 20 tháng nữa là đến đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng vẫn đang rối như nổi canh hẹ. Không một ai đủ uy tín và quyền lợi để mà vượt trội, để mà ổn định tình hình. Ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang phải đấu tranh sinh tồn, thì làm sao có đủ khả năng thiết lập được sự ổn định cho Đảng. Phạm Minh Chính và Tô Lâm từng cạnh tranh khốc liệt trong Bộ Công an, cả hai cùng được phong hàm cấp tướng cùng lúc, cùng được phân công làm Thứ trưởng Bộ Công an. Sự cạnh tranh đó đã kết thúc vào năm 2011, khi Phạm Minh Chính rời Bộ Công an về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Sau đó, cả hai lại cùng nhau vào Bộ Chính trị. Chỉ đến năm 2021, Phạm Minh Chính mới vượt lên nắm chức Thủ tướng. Với thứ bậc trong chính phủ, ông chính là cấp trên của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giờ đây, đại hội lần thứ 14 của Đảng đang đến gần, và ứng viên cho ghế Tổng Bí thư chỉ còn có 2 người, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Thời gian trận kịch chiến giữa hai đối thủ đầy duyên nợ này là điều khó tránh khỏi. Nếu ông Trọng chết trước đại hội lần thứ 14, trận kịch chiến sẽ diễn ra sớm hơn, gay cấn hơn, khốc liệt hơn. Hứa hẹn cung đình sẽ có phim rất hay để mà phục vụ người dân trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin từ 4 ứng viên giờ còn có Tô và Chính, trận chung kết sinh tử khó tránh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kết thúc hội nghị Trung ương 9, thắng bại chưa rõ. Sáng ngày 18 tháng 5, hội nghị Trung ương lần thứ 9 đã bế mạc, báo chí quốc doanh đưa tin như sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, để Đảng, Đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, tên tuổi của tân Chủ tịch nước và tân Chủ tịch Quốc hội là ai thì khi đó vẫn chưa được công bố. Buổi chiều cùng ngày, báo chí đã công bố ông Tô Lâm sẽ là Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Có lẽ do các bên đấu đá nhau tranh nhau vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, kéo theo vị trí Chủ tịch nước xảy ra giằng co giữa các bên. Nhưng cuối cùng các bên đã ngã giá sỏng. Hình ảnh buổi bế mạc tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài đang quay lưng với Việt Nam vì họ lo lắng về một thời kỳ bất ổn chính trị. Nếu các bên vẫn còn tiếp tục đấu đá đến mức không thể tìm được tiếng nói chung, thì đấy là hành động xua đuổi các nguồn vốn từ nước ngoài. Càng khủng hoảng chính trị thượng tầng, thì kinh tế Việt Nam sẽ càng điều đứng, doanh nghiệp phá sản càng nhiều và người dân sẽ thất nghiệp tràn lan khắp nơi. Việc mà ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ cần làm hiện nay là phải lấy lại được niềm tin với nhà đầu tư nước ngoài để hạn chế tình trạng chảy máu vốn đầu tư nước ngoài như hiện nay. Tuy nhiên, với tư duy và sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất yếu, với tình trạng đấu đá anh chết tôi sống trong Bộ Chính trị thì khó có thể làm được điều gì tốt đẹp cho người dân. Ông Trọng đã không còn đủ khả năng để kiểm soát Tô Lâm thì làm sao ông có thể thực hiện được vai trò giữ ổn định chính trị cho Việt Nam. Hơn nữa, bản thân ông đã tạo ra tiền lệ rất xấu khi không tôn trọng luật pháp, luật đảng thì chính ông lại là mầm loạn. Bởi không một nơi nào luật lệ được tôn trọng mà lại có được sự ổn định cả. Và cứ như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam nó như một nồi lẩu. Số phận của ông Tô Lâm đang được dư luận rất quan tâm. Kết quả ông Tô Lâm phải ngồi ghế Chủ tịch nước và việc chọn Bộ trưởng Bộ Công an dù có thế nào đi chăng nữa thì cuộc đấu đá vẫn sẽ tiếp tục và diễn biến còn phức tạp hơn. Hiện nay có hai kịch bản. Thứ nhất là ông Tổng ép ông Tô Lâm lên ghế Chủ tịch nước và chặn không cho nhóm Hưng Yên nắm Bộ Công an. Thứ hai, để cho ông Tô Lâm nắm ghế Chủ tịch nước và chấp nhận việc bố trí cho đàn em của ông Tô Lâm nắm Bộ Công an để mà thao túng. Nếu khả năng thứ nhất xảy ra thì đấy là thắng lợi của phe ông Tổng Bí thư. Sau đó, ông còn rất nhiều việc phải làm, đó là dần dần cắt sạch vây cánh của Tô Lâm và cuối cùng thì ra tay với Tô Lâm. Mà việc ra tay với một Chủ tịch nước thì cũng sẽ tiếp tục gây ra khủng hoảng chính trị. Với khả năng thứ nhì, Tô Lâm lên Chủ tịch nước, đồng thời lại đưa được đàn em lên nắm Bộ Công an. Trong trường hợp này, tôi sẽ làm chủ cuộc chơi tiếp theo, và người rơi vào thế phải chống đỡ lại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta hãy cùng đợi xem Bộ Chính trị sẽ chọn ai thay thế cho Tô Lâm, bên nào thắng, bên nào bại thì sẽ rõ sau một vài ngày tới. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 9, thắng bại chưa rõ ràng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.